Chào quý vị khán giả, chúng ta đang đến với thử thách cuối cùng của đêm nay. Đêm tiệc cùng sao của chúng ta, đây là cái thử thách cuối và chúng ta phải cố gắng làm sao để đạt thật là nhiều điểm số, mà đó sẽ được quy đổi cụ thể là những cái phần quà trị giá bằng tiền mặt do chính chủ nhà trao tặng. Wow. Lấy hết chơi mà còn được tặng tiền vậy. Trời, yên tâm đi, chủ nhà này có điều kiện mà dòm nhà thấy rồi đúng không? Chào quá. Chào muốn đục két dễ sợ. Trò này của chúng ta có tên Ai là ai. Chị Mỹ Hạnh sẽ chọn một trong số 6 nhân vật ít nói này nha, hỗ trợ cho chị. Chị thấy ai mà ít nói nhất chị mời lên đây. Bởi vì chị sẽ ngồi lên trên chiếc ghế này. Cái người mà được chị chọn á sẽ đứng ở vị trí ở bên đây, nhìn lên màn hình. Trên màn hình sẽ hiện ra tên của người nổi tiếng, và người đó sẽ diễn tả gợi ý cho chị để chị nói được tên của người nổi tiếng đó ra. Một tên của người nổi tiếng mà chị nói đúng, chị sẽ mang về cho mình 3 triệu đồng. Trời, giàu dữ, trời đại nghĩa giàu quá. Nếu như mà người đó giúp chị nói được càng nhiều tên người nổi tiếng thì lại càng có nhiều tiền mang về, vậy thôi. Bây giờ chị chọn coi ai là cái người mà chị cho rằng là vốn từ ít ỏi nhất mà ít nói nhất, chị mời. Đúng rồi, giao lưu hai đội đi, hai đội giao lưu đi. Giao lưu hai đội đi, Ốc Thanh Vân đi. Ốc Thanh Vân, Ốc Thanh Vân. Kinh thương mình luôn. Cố lên, cố lên, cố lên. Đứng 10 giây thôi. Thời gian bắt đầu. Hoa hậu cùng tên với một nữ ca sĩ rất là nổi tiếng đến từ Hà Nội. Hoa hậu. Không quá cho qua. Không quá cho qua. Cho qua đi, cho qua đi. Nói cho qua. Một ca sĩ hải ngoại chuyên hát dòng nhạc dân ca. Ánh mập. Đập vỡ cây đàn là đập vỡ cây. Quang Lê. Đây là anh chàng Thánh Mưa. Thánh Mưa. Toàn là hát những bài hát về mưa thôi. Nữ hay nam? Nam. Mặt lên, lên. Đến từ một cuộc thi rất là nổi tiếng là thành tựu âm nhạc Việt Nam. Bỏ đi. Ngoài hình, ngoài hình, ngoài hình. Bỏ qua đi. Anh biết đâu. Một nữ ca sĩ. Cho em hoang mang quá. Trai. Nổi tiếng với bài hát. Hồ Quỳnh Hương. Đúng rồi. Ôi, anh chàng này là anh chàng Mắt Thí. Ngôi nhà Hàn Quốc. Hàn Quốc. Ngôi nhà hạnh phúc. Ngôi nhà hạnh phúc ạ. Trời, tên của anh là trời trời mưa, trời mưa. Đi ren. Đây là một nữ diễn viên ca sĩ lấy chồng ở Cần Thơ. Và rồi thôi, qua. Đây là một nam ca sĩ đến từ Hải Phòng, thành công với một bài hit nổi tiếng, lên án một tệ nạn xã hội. Duy Mạnh. Nữ ca sĩ nổi tiếng một vòng trái đất. Một vòng trái đất. Dạ, hết giờ chị, hết giờ. Bốn người mang về cho mình 12 triệu đồng. Cảm ơn ông Thanh Vân. Cảm ơn tất cả các anh chị em bạn bè đồng nghiệp. Đêm nay đã đến đây dự tiệc cùng với em. Cảm ơn tất cả những em trai, em gái của anh. Cảm ơn ban nhạc cùng sao, cảm ơn Mỹ Ngọc. Và thưa quý vị khán giả, hàng tuần cứ vào thứ bảy lúc 20 giờ trên kênh truyền VTV3 Đại Nghĩa lại tổ chức đêm tiệc của mình cùng với những ngôi sao. Hy vọng rằng đêm tiệc của Đại Nghĩa sẽ mang đến nhiều niềm vui, tiếng cười cho tất cả quý vị khán giả nhé. Chương trình do Đài Truyền Việt Nam thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tuần sau cũng trong đêm tiệc cùng sao.